Đội tuyển U20 Việt Nam sẽ đối đầu với Dubai City Fan Club trên đất UAE. Đội tuyển U20 Việt Nam của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã sang UAE và có trận giao hữu với Dubai City Fan Club trước thềm vòng chung kết U20 châu Á 2023. Sau 10 ngày tập huấn tại Ả Rập Xê Út, đội tuyển U20 Việt Nam đã sang UAE để tiếp tục chuyến tập huấn trước khi sang Uzbekistan để tham dự vòng chung kết U20 châu Á 2023 tại Ả Rập Xê út, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã có trận đấu giao hữu rất hay với đội tuyển U20 quốc gia này và giành chiến thắng 2, một với hai bàn thắng của vua giải trẻ Nguyễn Quốc Việt và tiền vệ khuất Văn Khang. Trong giai đoạn tập huấn ở UAE, đội tuyển U20 Việt Nam cũng đón chào sự góp mặt của năm cầu thủ cuối cùng trong danh sách chuẩn bị cho vòng chung kết U20 châu Á 2023 gồm Hồ Văn Cường, Trần Nam Hải. Đinh Xuân Tiến, Sông Lâm Nghệ An, Nguyễn Phi Hoàng, Đà Nẵng và Bùi Vĩ Hào, Bình Dương khi các cầu thủ này đã đáp chuyến bay từ Việt Nam sang UAE ngày 19 tháng 2 sau khi kết thúc vòng 4 V-League. Đây là những bổ sung rất quan trọng cho tuyển U-20 Việt Nam tại vòng chung kết châu Á sắp tới. Tại UAE, đội tuyển U-20 Việt Nam được sắp xếp đóng quân tại khách sạn Ramada, thuộc tiểu bang Amman. Thời tiết tại UAE khá thuận lợi với nhiệt độ trung bình lúc 13 giờ là 24 độ C, rất thuận lợi cho việc tập luyện ngay khi có mặt tại UAE, các cầu thủ U-20 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên sáng nay ngày 20 tháng 2. Sân tập của thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng không quá xa, chỉ cách khách sạn khoảng 15 phút di chuyển bằng xe buýt và có chất lượng mặt cỏ rất lý tưởng. Theo kế hoạch, đội tuyển U-20 Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu với Dubai City Fan Club vào ngày 23 tháng 2 tới. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đang rất mong chờ ở trận giao hữu này, bởi đây là trận đấu đội có đầy đủ lực lượng, từ đó giúp BHL tiếp tục đánh giá, rà soát các vị trí, đặc biệt là đối với nhóm cầu thủ mới lên hội quân trước khi quyết định danh sách chính thức tham dự vòng chung kết U20 châu Á 2023. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.